ngày 25 tháng 7, MC Trấn Thành bày tỏ sự bức xúc khi đăng hình mới, giảm cân cùng dòng trạng thái bị đồn chia tay Harry Won. Anh chia sẻ, mấy nay em nghe nhiều lời đồn ác ý về vợ chồng em lắm rồi, định im rồi, nhưng nói miết nên em mới nói ở đây một lần luôn nè. Để ra lại coi, mới quen thì nói tôi là người thứ ba, quen rồi thì nói bà heo Harry Won có mới nới cũ, đám cưới thì nói che mắt thiên hạ. Cả tháng nay đi quay phim mới, đầu tắt mặt tối không chụp hình chung với vợ để post lên thì nói hết hợp đồng hôn nhân. MC Trấn Thành khẳng định vợ chồng anh vẫn đang hạnh phúc bình thường và không có chuyện hợp đồng hôn nhân. Nam MC còn đùa rằng nếu ghét sẽ gia hạn hợp đồng suốt đời. Ngoài ra, Trấn Thành mong muốn mọi người đừng tập trung vào đời tư của anh và vợ. Lần lên tiếng này là vì anh không thể im lặng trước những tin đồn ác ý về cuộc sống riêng tư của anh. Thường xuất hiện với ngoại hình sang trọng, xinh đẹp nhưng không ít lần hà tăng, khiến người hâm mộ lo lắng với thân hình quá gầy gò. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng cô đang lão hóa quá nhanh. Trước những lời thắc mắc, góp ý của cộng đồng mạng, thì mới đây, Tăng Thanh Hà lần đầu tiên chia sẻ về bệnh tình của mình. Cô viết, tôi đã trải qua một cuộc hành trình điều trị bệnh dạ dày khá gian nan. Tôi bị trào ngược dạ dày, thực quản. Suốt 3 năm trời, tôi không thể thở tốt. Tôi ho, viêm họng và lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi như bị cảm cúm. Căn bệnh này đã khiến tôi bị xuống cân một cách trầm trọng. Giai đoạn đó, tôi nhận rất nhiều sự quan tâm về cân nặng của tôi. Ai cũng nói tôi ốm quá, xuống sắc quá và già nua. Bản thân tôi nhiều lúc cũng không dám nhìn mình trong gương. Tôi không muốn mình như thế. Theo Hà Tăng chia sẻ, đã có lúc cô bị bác sĩ chuẩn đoán có nguy cơ cao biến chứng ung thư thực quản. Nhưng nhờ duy trì chế độ ăn uống hợp lý, cô đã thấy bản thân khỏe hơn sau 4 tháng. Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2019 Lương Thùy Linh vừa hoàn thành quá trình học tập của mình và nhận kết quả dự kiến tốt nghiệp loại xuất sắc. Được biết, nàng hậu theo học ngành kinh tế đối ngoại tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô cho biết bài khóa luận tốt nghiệp của mình đạt 9,1 ở hệ số 10, đạt 4,0 ở hệ số 4 và điểm trung bình tích lũy đạt 3,6 trên 4,0. Ngay khi nàng hậu vừa khoe mình tốt nghiệp loại xuất sắc trên trang cá nhân, các nàng hậu như Đỗ Mỹ Linh, Mai Phương Thúy, Á hậu Phương Anh đã trầm trồ và dành lời khen hết lòng cho cô gái 22 tuổi vừa xinh lại vừa giỏi. Ngày 25 tháng 7, một nền tảng phát trực tuyến của Hàn Quốc thông báo rằng Iron Red Velvet bắt đầu ghi hình cho chương trình thực tế solo đầu tiên của cô mang tên Iron Work and Holiday. Show thực tế này sẽ miêu tả cảm xúc và thói quen lành mạnh hàng ngày của cô cùng với niềm đam mê độc đáo và sự chân thành dành cho công việc. Bên cạnh đó, chương trình cũng gây chú ý khi ghi lại kỳ nghỉ của Iron cùng với những người bạn đã bên cạnh cô trong suốt 7-8 năm qua kể từ thời điểm ra mắt. Thông cáo báo chí chính thức cũng nêu rõ, hãy mong chờ sự xuất hiện thoải mái, không vô trương của Baek Yo-hoon, tên thật của Iron, trong kỳ nghỉ với các nhân viên ngoài đời thực. Ngay khi tin tức được công bố, người hâm mộ đã bày tỏ sự phấn khích. Trước đó năm 2020, Iron vướng scandal thái độ khi bị một biên tập viên nổi tiếng chỉ trích công khai. Tranh cãi này đã khiến hình ảnh của thành viên nhóm Red Velvet ảnh hưởng nghiêm trọng. Tất cả các nhãn hàng mà Iron đang quảng bá đều ngừng hợp tác. Sự nghiệp của nữ thần tượng gần như đóng băng và không có thành tích nào đáng kể từ nó đến nay. Vì vậy, với lần trở lại này, người hâm mộ đang hy vọng rằng những người đã từng ghét bỏ sẽ cho Iron cơ hội, đồng thời hiểu nữ ca sĩ nhiều hơn theo quan điểm của bạn bè thân thiết và nhân viên của cô. Anh có thể có danh tiếng nếu như mặt anh dày thêm. Chưa bao giờ thấy câu hát này đúng đến thế khi áp dụng vào trường hợp mà tôi sắp kể dưới đây. Chuyện là có rất nhiều người ở Trung Quốc nổi tiếng trên mạng xã hội và dựa vào việc nhái ngoại hình và phong cách của ngôi sao giải trí. Trong đó, một người với biệt danh Sơn Trại Tạ Đình Phong. Đúng như tên gọi, người này có ngoại hình và phong cách ăn mặc, biểu cảm đều khá tương đồng với nam diễn viên nổi tiếng Tạ Đình Phong. Để cho giống bản chính, anh ta thường đeo kính râm, để tóc rẽ ngôi lãng tử, mặc áo sơ mi không cài khuỷu ở cổ. Theo đánh giá, anh chàng này giống Tạ Đình Phong nhất ở góc nghiêng. Sau 10 năm kiên trì, người này đã trở nên giàu có, nhận được mức thù lao quảng cáo lên tới 500.000 nhân dân tệ, hơn 1,7 tỷ đồng, và các xe đi hát là 100.000 nhân dân tệ, 345 triệu đồng. Và chỉ trong 3 năm, anh này đã mua được xe hơi, tậu nhà sang, có giá hàng triệu nhân dân tệ. Có thông tin, tên thật của Sơn Trại Tạ Đình Phong là Hoàng Ninh, quê ở Hồ Nam, Trung Quốc. Hoàng Ninh sinh năm 1984, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh và làm nghề người mẫu. Hưởng lợi từ danh tiếng của tài tử họ Tạ, Hoàng Ninh cũng từng gặp rắc rối, bị kiện xâm phạm quyền hình ảnh, vi phạm quyền chân dung và danh tiếng cá nhân. Tuy nhiên, bất chấp nhiều gạch đá, Hoàng Ninh vẫn tiếp tục giả mạo Tạ Đình Phong để kiếm tiền.